Vậy thì đầu tư lăng kính giới là gì và tại sao lại cần ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á? Đầu tư lăng kính giới, tiếng Anh là gender lens investing, là một cái khái niệm mà khá thú vị. Nếu mà nghe qua thì sẽ hiểu rằng là đây là đầu tư vào phụ nữ, nhưng thực chất thì nó có rất là nhiều các cái khía cạnh xoay quanh gender lens investing mà chúng ta nên nhìn một cách toàn diện hơn. Bản chất của nó chính là một chiến lược đầu tư tác động mới. Theo đó thì người ta lồng ghép yếu tố giới vào trong những cái việc phân tích đầu tư hoặc ra quyết định đầu tư. Nó có thể được nhìn nhận ở khía cạnh là đầu tư vào những doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ, hoặc phụ nữ đồng sáng lập, hoặc phụ nữ nằm trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp. Nó cũng có thể là đầu tư vào những doanh nghiệp mà tạo công ăn việc làm, giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, và cũng có thể là gián tiếp tạo ra sinh kế cho các phụ nữ. Ở một khía cạnh khác nữa thì cũng có thể nhìn nhận gender lens investing chính là việc thúc đẩy để cho ra đời nhiều các cái nhà đầu tư nữ và đầu tư vào các phụ nữ nhiều hơn. Chính vì vậy nên khi nó nhắc đến cái khái niệm đầu tư lăng kính giới thì chúng ta sẽ cần phải nhìn nhận nó rộng hơn là việc chỉ đầu tư ở phụ nữ, và cũng không có nghĩa rằng nó là chuyển cái khoản đầu tư từ đầu tư cho nam giới sang đầu tư cho phụ nữ. Thực chất nó chính là giúp cho cái quá trình ra quyết định của chúng ta toàn diện hơn và đưa cái yếu tố giới vào toàn bộ cái chuỗi giá trị ra quyết định hoặc sản xuất hoặc kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thì ở Việt Nam, như các bạn biết rằng phụ nữ ở Việt Nam thì tham gia vào lực lượng lao động chiếm một cái tỷ lệ rất là cao. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam cũng ở con số rất là khiêm tốn, mặc dù chúng ta đặt ra mục tiêu là năm 2015 thì chúng ta sẽ có 20-30% phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, nhưng trên thực tế thì đến năm 2019 con số này cũng mới chỉ dừng lại ở 24%. Có nghĩa là đấy là một con số tham vọng nhưng không phải dễ đạt được. Và việc phụ nữ làm chủ một cái doanh nghiệp nó thực sự là một cái thách thức đối với cả nền kinh tế. Và vào đặc biệt là trong cái thời gian COVID này diễn ra thì chúng ta thấy rằng là đây là một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử, và những cái doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ thì có nguy cơ bị phá sản cao hơn nam giới 7%, và đây là một con số rất là đáng suy nghĩ đối với một nền kinh tế nói chung và với Việt Nam nói riêng. Với một cái đất nước đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á cũng có rất nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, và khi chúng ta nhìn nhận cái câu chuyện là các cái chủ doanh nghiệp là nữ hiện nay mới chỉ tiếp cận được 5% cái số vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay thì chúng ta sẽ thấy cái khoảng cách nó quá lớn. Và vì vậy cho nên là cái việc mà tìm kiếm những cái nỗ lực để giới hạn cái khoảng cách, gọi thu hẹp cái khoảng cách này lại là một cái việc rất nên làm, và đặc biệt là trong thời gian COVID. Cũng nhìn nhận ở góc độ vĩ mô một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng là với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn là một gọi là xương sống của nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, và trong đó thì phụ nữ đóng góp một vai trò rất là quan trọng. Một mặt khác thì khi mà phụ nữ làm chủ doanh nghiệp thì người ta cũng tạo ra công ăn việc làm cho những phụ nữ khác, và đồng thời cũng tạo cái cơ hội học hành tốt hơn cho trẻ em. Chính vì vậy nếu nhìn ở cả góc độ vĩ mô và vi mô thì chúng ta đều thấy rằng là đầu tư vào lăng kính giới, theo lăng kính giới vào thời điểm này là một cái thời điểm cực kỳ phù hợp. Nó vừa là để thúc đẩy nền kinh tế và phục hồi sau sau khủng hoảng, và đồng thời trên thực tế thì rất nhiều các nghiên cứu đã chứng minh rằng là những quỹ đầu tư của phụ nữ làm chủ thì đang hoạt động hiệu quả hơn là một chút so với những cái quỹ đầu tư của nam giới làm chủ. Và đồng thời có lẽ là từ rất lâu rồi cái khoảng cách giới nó đã khiến cho chúng ta chấp nhận nó như một cái thực tế, thì hiện giờ vào thời điểm này thì dựa trên các nghiên cứu thì người ta mới thấy rằng là có những cái tiềm năng cực kỳ lớn khi chúng ta đầu tư vào phụ nữ. Và vì vậy cho nên là cái đầu tư lăng kính giới nó không chỉ là để thu hẹp khoảng cách nam nữ, mà cái quan trọng hơn đấy chính là chúng ta phải khơi dậy được một nguồn lực quan trọng từ phụ nữ để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển một cách cân bằng hơn. Nói một cách hình ảnh thì như thế này, chúng ta không thể vỗ tay bằng bằng một bàn tay à một 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 bàn tay được. Cũng như thế, nếu trong một công ty mà chỉ gồm toàn nam giới thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc ra quyết định, những cái quyết định lớn nhỏ, thì những quyền lợi của người lao động nữ cho đến những khách hàng nữ đôi khi sẽ có thể bị xem nhẹ hơn một chút. Việc cân bằng giới trong việc ra quyết định thành phần lãnh đạo trong một doanh nghiệp
thì nó sẽ dẫn đến cái sự hài hòa hơn và hiệu quả cao hơn. Cái này cũng được chứng minh bằng các nghiên cứu cho thấy rằng là với những quỹ đầu tư, với những doanh nghiệp mà có phụ nữ tham gia làm chủ hoặc là tham gia vào quá trình ra quyết định thì hiệu quả kinh doanh của họ cao hơn 6% so với những doanh nghiệp chỉ toàn nam giới. Tương tự như vậy với câu chuyện đầu tư thì những cái quỹ đầu tư do phụ nữ làm chủ thì có hoạt động hiệu quả hơn, nhỉnh hơn so với nam giới. Và nếu bạn thử tưởng tượng nếu một quỹ đầu tư chỉ toàn nam giới thôi thì cái việc phân bổ cái nguồn vốn phần lớn cũng sẽ dành cho các cái nhóm startup có nam giới làm chủ. Với những cái thông số như vậy thì chúng tôi tin rằng là vào thời điểm này đầu tư lăng kính giới nó sẽ giúp chúng ta tiến đến một cái xã hội hài hòa hơn, và cái công việc kinh doanh nó cũng như vậy, để chúng ta đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn. Thay vì chỉ đặt cái câu chuyện xã hội hoặc bình đẳng giới vào trọng tâm thì chúng ta hãy đặt cái câu chuyện hiệu quả kinh doanh khi mà chúng ta hài hòa được yếu tố giới vào trong trong câu chuyện kinh doanh của mình. Và chính vì vậy đầu tư lăng kính giới nó xuất hiện đúng thời điểm và nó cũng thực sự sẽ là một cái xu hướng rất quan trọng mà trong tương lai.